Sau khi phát động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn đã tiếp nhận được trên 30 kg gạo, gần 200 thùng mì tôm, 500 kg rau quả, quạt điện, cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và gần 9 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ vật phẩm cùng tiền mặt đã ngay lập tức được chuyển tới khu cách ly tập trung của huyện, đảm bảo an toàn. Sự ủng hộ, đồng hành của toàn xã hội chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời tạo tính lan tỏa đến các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.